thêm một cái phần nữa gọi là sales style. Sales style có nghĩa là mình định dạng table. Đây các bạn, định dạng cho table. Mình muốn định dạng mỗi một cái ô có màu sắc khác nhau. Thì lúc này các bạn phải chèn cái table vô nha. Bây giờ để thầy hướng dẫn các. Đây các bạn. Object style xong, bây giờ table các bạn chèn vô. Chèn thì các bạn có là row là số dòng, column là số cột, header là dòng đầu tiên, footer là dòng cuối cùng. Đó, và bây giờ các bạn muốn định dạng thì có hai cái để các bạn định dạng. Một, định dạng nguyên cái table, hai là định dạng cho từng ô. Từng ô nó gọi là cell, còn cả table nó sẽ là table. Đó, ví dụ thầy muốn một dòng màu này, một dòng màu khác, thì thầy sẽ tạo hai cái cell style. Rồi mỗi cái mình áp cho một dòng. Đó, các bạn có này, header row là thằng này, thằng đầu. Footer row là thằng cuối. Đó, rồi border row là các cái dòng còn lại. Trong đó left column là cái cột đầu tiên, right column là cái cột ở bên phải cuối cùng. Rồi, và bây giờ các bạn muốn tạo style thì các bạn sẽ chọn cho thầy là window style, chọn cho thầy là cell style nha. Đây các bạn, cell style. Rồi các bạn áp dụng cho thầy, ví dụ như là general là tên, cũng giống như các style khác. Định dạng cho văn bản là text, định dạng cho hình ảnh là graphic, định dạng cho màu đường viền và fill là drop fill. Và bây giờ thầy sẽ tạo một cái cell style cho các bạn nha. Và trước khi tạo cell style thì phải làm gì các bạn? Phải tạo table trước. Đó. Tạo table các bạn sẽ chọn là table, re-table. Số dòng, số cột. Header là dòng đầu. Footer là dòng cuối. Okay. Rồi mình vẽ khung vỏ ra đây. Đó. Bây giờ các bạn muốn định dạng thì các bạn sẽ chọn cho thầy là chọn thầy một cái ô bất kỳ. Sau đó chọn cho thầy là window style, chọn cho thầy là cell style. Các bạn còn thấy thầy không? Thấy không? Còn ạ. Rồi lúc này mình tạo một cái style mới nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn tạo một cái table xong nè. Có cần thầy tạo table lại cho coi không? Cần ha. Rồi thầy tạo table. Các bạn sẽ chọn là table, re-table. À, xin lỗi, từ ha. Table, re-table. Trên re-table các bạn sẽ chọn row là số dòng, column là số cột. Header row là dòng đầu, footer row là dòng cuối. Ok. Rồi vẽ cái khung để chứa table. Trong table đó các bạn muốn định một ô nào đó, các bạn đặt chỗ vào trong. Sau đó các bạn sẽ chọn window style, chọn là cell style. Đây nó mở ở đây rồi nè các bạn. Cũng giống như các cái loại style khác thì các bạn phải tự tạo chứ không bao giờ nó có sẵn nha. Tạo cái cell style 1 nè. Ví dụ thầy double click vô đây, thầy sẽ chọn cái màu fill. Màu fill ví dụ như là màu đỏ đi, nhưng mà nó mờ mờ thôi, nó không đỏ vậy. Thì mình chọn cái tint 25%. Được chưa? Văn bản nè các bạn, văn bản nó cách lề là 1. Cách lề là 1. Rồi văn bản phải nằm giữa nè, align center. Được các bạn. Đó, hình ảnh nè, hình ảnh các bạn sẽ cách nó là 1. Đó. Chót đường viền và fill. Được chưa? Đó. Đường viền ví dụ mình nói không có, mình cho nó bằng 0. Đây các bạn, general gán cái tên, phím tắt. Test để định dạng vị trí của văn bản. Graphic định dạng vị trí của hình. Chót là định dạng cái đường viền và cái phim. Rồi ok các bạn. À, bây giờ cái ô thứ hai nè, thầy lại tạo một cái style mới, thầy đúc vào đích. Thầy gán cho nó một cái màu phim, ví dụ như là màu xanh. Giảm opacity xuống còn 25 xanh lợt. Nha. Đường viền của nó bằng 0. Rồi văn bản nè, văn bản là cách cái lề là 1 hết nha. Graphic cũng vậy luôn.
tên của nó. Ok. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ các bạn muốn gán cho nguyên dòng, các bạn cứ đương chỏ ra đây, các bạn chọn này. Đó, chọn cái gán. Đương chỏ ra đây chọn. Chọn cái gán. Chọn này. Gán luôn. Kịp không? Còn mình muốn chọn từng ô thì mình cứ chọn cái ô rồi mình chỉnh thôi.